À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video dòng game chiến tranh tổng lực Sugan 2. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của nhà Satsuma cùng với Nhật Hoàng để đi thống nhất nước Nhật thêm một lần nữa. À, ở tập trước thì mình đã giới thiệu với các bạn nói chung là những cái khái niệm cơ bản nhất của cái chiến dịch này, những cái yếu tố các bạn cần chú ý. À, trước thì mình cũng giới thiệu qua thôi về cái thời kỳ lịch sử, thì ở tập này thì cái giai đoạn đầu mấy cái phút đầu này mình sẽ giới thiệu các bạn những cái mà nó là đặc điểm riêng của cái phiên bản của cái DLC này. Nó vừa là dạng DLC, nó cũng vừa là một cái bản độc lập, nghĩa là bạn có thể chơi được mà không cần phải có bản gốc đấy. Đó là chúng ta chỉ có hai yếu tố thôi, đó là tiền và tiền kiếm được mỗi lượt. Nhưng cái vấn đề nặng nhất ở đây nó không phải là vấn đề lương thực, mà là cái vấn đề các bạn không thể phát triển quá nhanh. Việc phát triển quá nhanh sẽ dẫn hiện đại hóa sẽ đi ngược với hài lòng của dân chúng. Vì thế nên các bạn luôn luôn gặp cái vấn đề rất lớn, đó là không đủ tiền để làm cái gì cả. Đấy. Thế thì bây giờ phải làm như thế nào? Thực ra thì chả có cách nào cả, bởi vì chúng ta cứ phát triển cái này thì chúng ta lại được cái lọ thì mất cái chai thôi, chả có cách nào khác cả. Ở đây có một cái thành của quân nổi dậy thì mình đang định chiếm đấy, nhưng không biết kiệu có kịp không, bởi vì trong khu vực này chắc cũng sẽ có vài thằng phe phái khác nó đang đánh nhau. Để mình xem qua xem nào, thằng này thì đang đánh nhau với nó muốn liên minh với mình á. Mình mà liên minh với nó thì mình đánh nhau với thằng Tô Sa bảo mẹ. Nói chung thì bây giờ do cái các bạn có thể thấy là cái nhánh công nghệ ban đầu đầu tiên mình đi học vào điểm ngoại giao này. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ học vào điểm ngoại giao này. Bây giờ mình sẽ học tiếp cái này để nó tăng tiếp một điểm ngoại giao nữa. Và có thể là mình sẽ tính đến cái việc xây dựng pháo binh nhỉ. Có cần ngay không nhỉ? Chắc chưa cần đâu. Bây giờ mình cần lăng tăng vào xây lốt cái này để tăng thêm cái hạnh phúc, cái trị an này nữa. Đấy. Có lẽ bây giờ là như vậy đã. Thôi được. Để xem mình có công trình gì xây được chưa. Đúng là mình đang xây cái công trình này nhỉ. Mình nghĩ là không nên nâng cao quá. Các bạn nhìn này, khi các bạn nâng cái công trình này lên thì nó sẽ tăng cái lượng tiền bạn kiếm được, nhưng đồng thời nó cũng là tăng hiện đại hóa nhưng nó cũng giảm trị an xuống. Vì thế nên là các bạn chỉ nâng các cái công trình mà nó tăng mức độ này thôi, nó không bị trừ gì cả thì tốt hơn. Đấy. Những cái này thì nó không trừ cái gì cả. Đấy. Ví dụ như vùng này, đấy, chúng ta sẽ nâng những cái công trình mà nó không bị trừ. Nhưng mà trước mắt thế thôi, còn lâu dài thì chúng ta vẫn phải nâng. Nâng cái gì đó, nhưng tùy, không nên nâng quá nhiều. Những cái vùng này mình để phát triển quân sự, mình sẽ không nâng những cái công trình nó trừ trị an quá nhiều. Quá lừa đã. Tình hình là chiến tranh ở khu dưới này vẫn rất là bất ổn. Và chúng ta thì đang chơi với tất cả các cái phe đó đấy, nhưng mà ban đầu chúng ta cần phải có một cái vùng lãnh thổ tương đối. Đây rồi. Nghiên cứu vào đây à? Cái này nghiên cứu tốn nhiều thời gian thế cả. Cái này mất có For the Emperor, your next command, my lord. Yes, my lord. Write them down. My lord. Thằng khỉ này nó lại treo quân lên tận đây kìa. Ẩn náu khi ám sát. Is your bidding, awaiting further instructions at once.
không khéo khi mình phải đánh nhau với thằng này nhỉ. My sword for you, my lord. Để xem tình hình thế nào đã. Khả năng mình sẽ không kịp chiếm cái vùng ấy rồi. Thằng đấy khả năng cao nó sẽ chiếm trước mình. Tình hình bây giờ nó rất là biến động. Rồi ok, chúng ta bị đẩy ra khỏi lãnh thổ rồi. Đó, biết ngay mà nó chiếm được cái vùng này là mình bị đẩy ra khỏi lãnh thổ rồi. Có lẽ mình sẽ cần phải kích động cái vùng này nó nổi loạn lên đó. Hoặc là chờ thằng này nó di chuyển xa một xíu nhỉ. Nhưng mà mục tiêu của mình là muốn đánh chiếm cái vùng này. Chết rồi, thằng này nó chuyển sang dạng trạng thái thù địch rồi, nó sắp đánh nhau mình rồi. Căng nhỉ. Thằng này thì nó đang Saga nó đang cử quân sang đây. Có thể là mình sẽ đánh với cái vùng này. Nhưng mà muốn làm việc đó thì có lẽ bây giờ mình cần phải tuyển thêm ít quân nữa. Chứ còn quân lần này có vẻ hơi đuối. Tuyển thêm một ít quân nữa. Hiện tại thì mình có 2 đội bắn súng. Khá nông dân. Có thể vẫn thắng được nhưng mà vất. Lực lượng cảnh sát của mình đặt ở vùng này nhiều nhất nhỉ. Thêm một thằng cảnh sát nữa đó. Tình hình không khó, không dễ dàng gì rồi. Đó, chúng ta không thể hiện đại hóa quá được. Tăng lên nó sẽ trừ trị an kinh lắm. Bây giờ xem tình hình nào đấy. Hiện tại về lý thuyết thì bây giờ các phe này nó đều thân với mình. Có thằng này. Thằng này phe Suganet. Sao mình trade được với nó nhỉ? Nó là phe Sugat cơ mà. Kệ nó, để tính sau đã. Nó chưa tuyên chiến với mình thì mình cũng chưa vội đánh nhau với nó làm gì cả. Bởi vì nếu bây giờ mình đánh nhau với nó bây giờ là mình hơi dở đấy. Rồi, chúng ta sẽ kích động cái vùng này nổi loạn này đó. Thằng này lên hạng rồi. Mình cần phải chiếm cái vùng này, nó có cái mỏ sắt. Giảm nguy cơ bị ám sát à? Được. Ui, cấp 1 mà hiệu quả thế. Chính sách diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ, nó là một cái chính sách nhất quán của mình. Cảnh sát này mới được phục hồi thì cho vào đây. Hai thằng này nó sẽ đứng ở bên này một lúc các bạn. Khi các bạn muốn muốn làm một cái vùng gì đó nó nổi loạn lên thì các bạn cần thời gian thì cái tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn. Ở đây thì mình chưa biết được cái thằng nổi loạn nó sẽ đến đâu nhưng mà chúng ta có thêm tí tiền rồi. Và chúng mình lượt tiếp theo thì lượt tiếp theo mình sẽ nâng cấp được cái công trình này, xây dựng được thêm một công trình mới. Đó là mình sẽ xây dựng cái nhà. Có thể mình sẽ xây cái nhà của phe. Ai chả? Rồi ok. Chúng ta đã kích động thành công cái khu vực này nổi loạn và chúng ta khả năng chúng ta sẽ nhanh chân hơn thằng đồng minh của chúng ta.
Rồi. My lord. What would you have me do? Revolution. Không đủ à? Bắt đầu rồi, chúng ta xử lý cái vùng này đã. Cứ từ từ. Lại chết mất một. Đây rồi. Lớn cái công trình này lên thì chúng ta bị giảm mất một hiện đại hóa, nhưng chúng ta sẽ có được cái đội lính giáo đời cao, và chúng ta chiếm mỏ sắt để chúng ta sẽ nâng tiếp cái áo giáp này nữa. Rồi, ok. Bình tĩnh đi, chết mất một cảnh sát rồi. Càng đấy. Càng. Mất một cảnh sát rồi. Lúc vào cái này thì chúng ta sẽ mua được thuyền bọc sắt của Tây à? I will listen to what is. Có lẽ mình sẽ qua lượt đã để xem tình hình tiếp theo chỗ này nó như thế nào. Nếu như ở đây có chiến tranh thì chúng ta sẽ tiếp tục chính sách diễn biến hòa bình và chúng ta sẽ kích động bạo loạn này đã. Thực ra thì cái thằng Vesugan kia nó cũng đang phải lo chiến tranh rất nhiều. Nên là mình cũng không sợ lắm. Đây rồi. Chúng ta sẽ chiếm lại cái tỉnh này phát đã. Rồi trận này dễ dàng, chúng ta auto đi. Rồi chúng ta đã có mỏ sắt đúng theo ý của mình. Mỏ sắt. Cái vùng này xây nhà pháo thì nó sẽ giảm cái phí tuyển pháo lên xây dựng pháo, nhưng mà bù chúng ta không cần cái đó. Chúng ta đang cần chúng ta lại không cần cái đó lắm, bởi vì cái chúng ta cần là chỉ cần tài nguyên sắt thôi. Và để xây dựng cái vùng này thì tốt hơn. Đấy, bây giờ thì chúng ta nâng cấp này. Cái tài nguyên này nó không bị trừ vào cái trị an. Mình chưa biết được chỗ này như nào, nhưng có lẽ mình sẽ chiếm luôn cái tỉnh này. Rất thân. Mình phải xem cái thằng khỉ thì nó chiến tranh với như ai nào. Không xa. Thằng này. Qua lượt phát đã, xem tình hình, xem cái thằng. Hay rồi. Nhiệm vụ thất bại. Nhưng mà mình đâu cần phải nâng cấp cái đó vội. Lực lượng cảnh sát của chúng ta bây giờ mình sẽ nâng vào cái này để có nhà pháo binh này. Đấy, chúng ta sẽ tuyển mấy thằng pháo binh nữa, hay là tăng vào cái này để tăng trị an nữa nhỉ? Tăng trị an trước đã. Chúng ta bây giờ mình rất cần cái cảng này của thằng Saga để đây tăng hai áo giáp này. Tốt rồi. Cái này nó tăng tiền thôi, nhưng mà vấn đề là cứ tăng hiện đại hóa thì nó giảm trị an. Chúng ta cứ phải từ từ tiến một cách từ từ chậm rãi. (Cười)
Mình quên mất mình không 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 cho cái thằng này nó vào thành để nó ngủ rồi. Để nó tăng kinh nghiệm lên rồi. Chỗ này có hai cảnh sát đang ngủ. Như vậy là chúng ta chỉ còn một cảnh sát ở đây à? Chúng ta cảnh sát cấp thấp thế này liệu có thành công được không? Rồi, chúng ta sẽ làm loạn cái vùng này lên mới được. Mình cần một con thuyền nữa. Một cái thuyền cùi thôi. Thuyền này cũng được. Thế nó được rồi. Để còn lại mình tập trung vào đây. Nâng cấp cái này lên nữa thì chúng ta sẽ có ninja thì phải. Đúng rồi. Mình cần chiếm toàn bộ cái vùng này. Và kế hoạch thì nó là như vậy nhưng mà tình hình xem. Thằng này nó vẫn còn. Chiến tranh vẫn chưa thể hết được. Nó là phe Sugan. À. Phong tỏa cảng mình à? Ồ. Là mình mất mất tí tiền rồi. Phong tỏa nhưng mà nó cũng không sang được đường của mình. Bởi vì là ở đây có cái thuyền của mình nó chặn ở đây rồi. Nhưng mà bây giờ mình không có quân phòng thủ ở đây. Ui. Thất bại cả. Ghê nhỉ. Cứ xây cái nhà cảnh sát lên đấy. What would you have me do? Rồi. Kích động vùng bên dưới này. For the Emperor. Making my way. Revolution. Không sao. Chúng ta bị mất giao thương à? Lại giao thương với thằng này. Không thân thiện. Kinh không? Rất thân. Các phe kia nó đều rất thân với mình mà. Bây giờ mình chờ mình nâng cấp cái này nữa. Áo giáp này. Ninja. Tuyển một thằng ninja đã. Time to rest, my lord. À đây 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 đây. If only I could, my lord. Muốn sang cái sông bờ bên này nó lại phải đi đường nào nhỉ? Yes, my gathering supplies. Chờ cái thuyền. Ở đây mình có một cái thuyền rồi. Lên đây. My lord. Càng đấy. Cánh này chúng ta sẽ phải duy trì quân ở đây để mình nghĩ là mình không duy trì quân đâu. Duy trì quân thì mình tốn kém lắm. Bởi vì thằng này nó còn đang chiến tranh. Cái này. Chạy phát. Ồ. Đi mất hai cái thuyền này của mình rồi. Thuyền nó rank cao này mình ăn làm sao được. Nó chặn đường tiến sang của mình à? Sang bờ bên kia của mình à? Bắn phá thành mình. Có người phương Tây đến à? Cả Nagasaki. Được. Nhiệm vụ này là chúng ta có thể nâng cái cảng biển ra lên đấy. Rồi chúng ta sẽ phải lo diệt bạo loạn đã. Trước khi muốn tính những việc đánh được mình. My lord. Death to the shogun. Hết tiền rồi, càng ghê nhỉ. Yes, my lord. Discretion at all risk, lord.
Bây giờ là mình đang chờ 4.000 một lượt thì cũng là con số không nhỏ đâu, nhưng mà chiến tranh giờ căng. Nó có 2 tỉnh à? 2 tỉnh cho nó tha hồ dẹp loạn. Nó giáp với vùng của ai nhỉ? Qua lượt đã. Hỗn loạn dâng cao à? Ôi chết rồi. Đã nghèo lại còn gặp cái eo. Vẫn chưa hết quân phiến loạn, nó chưa dẹp được à? Ờ, vẫn có quân phiến loạn đây này. For the Emperor. Rise against them. Rise. Quân bạo loạn như này thì hơi ít. Attention, you slovenly samurai. Sir, moving out. Waiting for a new. At your command. As you commanded. Có cần không nhỉ? Disembark very well. Hay cho mấy thanh niên này ra kích động bạo loạn trước nhỉ? Ờ, thằng này lên rank rồi này. Đi ám sát à? Kích động bạo loạn này. Đây rồi. What do you wish of? Rise against them. Rise. What is your bidding? Tốn tiền quá nhỉ? Mình muốn chiếm cái vùng đấy mà khó ghê nhỉ. Úi dào. Úi dào. Tha hồ. Tha hồ dẹp loạn nhá. Xem mày còn sức để mà đi đánh anh hay không. Rồi. Tha hồ dẹp loạn. À, thành này bổ nổi loạn rồi. As you command. Your orders, my lord. Going aboard. As you wish, my lord. At your service. Drop anchor. Sang bên này mới được à? Thế thì chúng ta tiếp tục kích động bạo loạn đã. What is your bidding? Chưa thể kích được. Bây giờ mình đang cần tiền để nâng cấp nhà. Thêm cây. Đây, lên cái này sẽ tăng 4 áo giáp. Xem có thể chơi với thằng nào mới không? Ồ, ồ. Gia tộc tham gia phe đế quốc. Vẫn có quân nổi loạn. What would you have me do? Rise against them. Rise. Dẹp loạn đi đã, rồi hãy tính tiến chia tiến vào đây. Ready and waiting. Disembarking now. Returning to shore.
ready for orders. Cần quá phải nâng cấp cái nhà này lên. 10.000 cơ à? Thế nhiều lắm. Journey completed. Chết rồi, còn thằng spy chưa xuống thuyền. Còn thằng spy chưa xuống thuyền. Ơ, thằng kia nó lại chiếm được cái vùng đấy rồi à? Mình đi thuyền mà nó không chạy thoát được à? Thế cơ mà nhỉ? You're ordered, sir. Going ashore. We sail for glory. I know some excellent marching songs. Death to the Shogun! Without delay. Cái vùng này hết bạo loạn rồi à? Hết này thì hết này. Úi dồi ôi, lên cấp rồi. Quan trọng nhất là bên này. Ô, bên này loạn hết rồi. Thằng đấy bị diệt luôn rồi. Có thêm một thanh niên mới nữa này. Meet. Giao thương tốn tiền quá. Bây giờ sai chiếm mấy cái tỉnh đấy cũng được, hoặc là, nhưng mà mình vẫn muốn kiểm soát cái vùng này cho nó an toàn. Thêm một tướng nữa. Cảnh sát trưởng lên cấp. Mình cần phải nâng cấp cái bọn cảnh sát để nó lên cao cao một xíu thì mới dễ kích động. Hai thằng này hoàn thành nhiệm vụ bên đấy rồi. I say what? Form ranks. My lord. Liên tục có bạo động. What do you wish of me? Để xem ông bạn của mình ông ấy định chống đỡ bằng cách nào. Mình đang cần tuyển quân mà bây giờ cứ phải kích bạo loạn thế này thì lấy đâu được tiền. Ba ngàn sáu. Cái điểm ngoại giao của mình cao mức độ mà mình trade với cả phe Sugan như máu chứ. Let us speak then of matters of. Bây giờ chưa phải lúc đồng minh đồng khói. Đồng minh bây giờ là nguy hiểm. Rồi, chúng ta nghiên cứu được cái đó, chúng ta lại có thêm tí tiền này. Tăng trị an này. Pháo thì bây giờ thực sự là mình cũng chưa có điều kiện để phát triển pháo. Mình đang cần nâng cái công trình này lên 8.000. Nếu không làm gì thì đợt sau sẽ có.
Cố dẹp loạn đi em. Welcome indeed, my honorable friend. What shall we discuss in the hope of mutual? Hay quá. Nó cho phép mình triển khai quân sang lãnh thổ nó rồi. As you wish, my lord. Movement completed, my lord. Như vậy thì dễ hơn cho mình để chiếm mấy cái vùng này. Ây da. Awaiting further instructions. Stopping for now. Nó còn phải chống cái bọn nổi dậy này khá là mất thời gian đấy. Ninja thăng hạng. Ninja của mình nó ở đây à? Chúng ta có thêm một tướng nữa. Ẩn nấu thì ám, ẩn nấp thì ám sát. Ninja thì thực sự mình cũng không hay dùng lắm, bởi vì ở cái bản này thì mình không dùng nhiều ninja. Đây rồi, tăng 4 áo giáp rồi. Xong. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ready for orders. Setting sail, sir. Yes, my lord. What do you wish of me? What is your bidding? Vẫn chưa hết nổi loạn. Chúng nó phải dẹp được hết nổi loạn cơ thì mới hết được. Chúng nó lại chặn hết tuyến đường giao thương của mình rồi. Khổ ghê nhỉ. I shall rest, my lord. Your orders, my lord. For the emperor. Thằng này nó không chiến tranh với mình nhưng mà nó chiến tranh với thằng đệ của mình. Kỳ cục nhỉ. Có điều là chúng nó chặn hết giao thương này thì mình lấy đâu ra tiền bây giờ. Chờ lên giáp vàng nó đánh cho nó chất. Cố gắng chiếm hết cái vùng này. Cựu binh thăng hạng. Nó chiếm được rồi. Ngu gì mà anh đánh chiếm giữ thành giúp mày. Đây, chúng ta sẽ tăng vào cái này để nó tăng thêm cho đạn pháo này. Chiếm luôn. Sao Rebel đấy, có cờ của Chosokabe này. Chiếm ngay. Anh chỉ chờ mỗi thế.
đồn cảnh sát. Rồi. Đến chỗ này. Đây nữa. Chúng ta sẽ giải quyết từ từ, từng ít một. Phía bên kia thì loạn hết rồi, chúng ta cứ giải quyết từ từ. À, chính sách ngoại giao hai mặt của mình nó... Các bạn có thể thấy rằng cái chính sách ngoại giao kiểu này nó là một chính sách rất là nham hiểm đúng không ạ? Chúng ta vừa một mặt kết thân với các phe phái, một mặt chúng ta lại ngấm ngầm tấn công họ. Đây là một cái chính sách cực kỳ là... Gọi là gì nhỉ? Chính sách ngoại giao đu dây à? Gọi là gì cũng được. Nói chung là... Nói chung đều là gọi là cái chính sách mà... Không thân thiện. For the Emperor! What do you wish of me? Cho đây để nó trị an cho tranh nữa. Ây à, có anh Metsuke trong này phát trị an tốt thế. Stand to, men. Marching now. Rồi. Mình đang chờ thằng này nó chiếm nốt cái tỉnh này á. Khu vực này thì cứ để từ từ xem nào. Saga nó lại đánh nhau với thằng này. Bây giờ mình và đồng minh chưa biết lên đồng minh với thằng nào. Cùng phe Thiên Hoàng mà đánh nhau loạn xạ thế này khổ mình không đấy chứ. Rồi ok. Nó đã chiếm được cái tỉnh rồi. Rồi chúng ta chiếm. Bây giờ thì hai thằng này chắc chắn là không đánh được rồi. Chỉ có mình có thể chiếm được thôi. Tỉnh này thì ổn. Sao nó không sang bên kia, nó phát triển bên kia lên nhỉ? Chạy lanh quanh đây là gì nhỉ? Mình bị đứt mấy cái đường giao thương với nó à? Giao thương từ trên này chứ. Mình đang chờ để tuyển cái mấy thằng Yazi cấp cao một tí và chiếm nốt cái cảng này của thằng Đây là chính sách diễn biến hòa bình và bạo loạn là đủ. Đấy, các cái thành quân của quân nổi dậy này thì mình không cần phải dùng đến giảm phí hoạt động cho các Metsuke. Các nó giống Metsuke thôi, nhưng mà nó không phải Metsuke nữa rồi. Nó vẫn là gọi là cảnh sát trưởng. Rồi những trận đánh easy, chúng ta cứ đánh auto là được. Rồi danh tiếng của chúng ta đã lên một cấp nữa, thật là vi diệu. Kinh tế của chúng ta vùng này rất tuyệt. Đây là có cái công trình này khá nhiều tiền, 500 của cải tạo ra từ trade các trong tỉnh này ấy. Lâng cái này lên nó rất nhiều tiền luôn các bạn ạ. Và tiền của chúng ta đang từ có mấy nghìn lên 6.000 rồi này. Thằng này phe Sugan chơi được không? Mấy thằng này phe Sugan thì mình không chơi được rồi. Thôi kệ đó. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải làm sao tăng thật nhanh cái thanh này lên.
cái thanh thanh uy quyền này để chúng ta phân chia thiên hạ. Đấy. Khi phân chia thiên hạ xong thì ở 3 lượt nữa chúng ta sẽ tuyển lính Yazi cầm kiếm này thì thực ra mình cũng không cần lắm, mình cần cái bọn cầm speed này hơn. Mình cần cả cái này nữa. Lượt sau là mình sẽ để xây vào đó rồi. Chiếm được thêm vùng này chúng ta có khá tiền. Chúng ta sẽ tiếp tục cái chính sách. Các bạn có thể thấy chúng ta chiếm đất mà không bị mất một cái vấn đề gì cả. Rất là đơn giản để nhàn hạ. Thấy không? Không phải tuyên chiến với ai cả. Chúng ta vẫn chiếm được một cái vùng đất lãnh thổ rộng lớn. Cả Naban á. Đây rồi. Bây giờ chúng ta cần chờ một cái sự kiện là các cái thuyền buôn phương Tây nó đến đây và chúng ta sẽ có thể tuyển được các cái đội lính chính quy của Anh, Pháp hoặc Mỹ, một trong ba phe đó. Mình chưa biết là mình sẽ thay phe nào, nhưng mà nói chung là mình nó tùy thôi. Nhưng mà phe nào thì cũng được, quan trọng miễn là chúng ta có tiền. Mình thử xem đã rút quân đi được chưa. Quá ổn. Cho thằng này vào đã. Cộng 3 thì có nghĩa là mình cứ để đây một vài lượt nữa. Xây cái nhà Mesut cái đồn cảnh sát lên đã. Bây giờ thì giải quyết lốt cái thành này là chúng ta hoàn thành cái khu vực này luôn. Và tiến xa khu vực bờ bên kia. Thì khu vực bờ bên kia thì mình chưa biết là mình đang tiến theo hướng nào nữa. Nhưng mà chắc chắn là mình phải tiến. Đấy. Chưa biết, chỉ là mình chưa biết tiến theo hướng nào. Và bây giờ thì mình phải xây cái công trình này lên tiếp để tuyển bọn Kisho Ninja. Cái điểm ngoại giao của mình cao lên các bạn nhìn này. Tất cả bọn này nó đều rất thân. Tất cả những cái phe thuộc phe Thiên Hoàng nó đều rất thân với mình. Đấy. Trừ cái phe Shogun thì nó không thân thôi. Cái Shogun thì đương nhiên là chúng ta khác ý thức hệ nên là nó không thân với mình. Điều đó thì không có gì ngại lắm. Bởi vì là bây giờ mình đang chờ cái sự kiện là người phương Tây đến á. Nếu mình nhớ không nhầm thì cái sự kiện đó thì chúng ta sẽ tuyển được cái thuyền vỏ sắt của phương Tây và ba cái đội lính Lê Dương rất mạnh. American United States quân đội accept. Thì bây giờ nếu các bạn chọn accept cái sự kiện này ấy, mà bạn nâng cấp đây này, bây giờ thì các bạn có thể nâng cấp cái cảng này lên. Đây, chúng ta nâng cấp lên thì chúng ta sẽ có tuyển được cái đội lính đánh thuê của Mỹ và điều đó là rất là tuyệt. Lính của Mỹ thì rất tuyệt rồi. Bốn, chị An đang lên dần, cứ từ từ cho nó ngủ lấy một tí đã. Bây giờ thì nâng tiếp cái nhà Mesuke này lên một tí nữa, không là mình đang cần phải nâng cái này này. Mình chưa biết là lên tuyển ngay pháo binh ở đây không hay là mình sẽ sang bên kia mới tuyển pháo binh. Để nâng nhiều quá là chúng ta lại gặp rắc rối nhỉ. Tăng thương mại nhưng mà giảm hạnh phúc này. Tăng hiện đại hóa này. Có 3.900 rẻ bèo. Phạm vi phòng thủ ven biển. Thằng này sắp dẹo rồi. Mình phải tích tiền đấy để mua. Đây, nâng cấp công trình này lên. Được tiền thì phải nâng cấp đã. Chiếm luôn cái tỉnh kia. Rồi chúng ta sẽ tiến sang các cái đảo ở trung tâm của nước Nhật. Chiến dịch này ban đầu thì các bạn cứ dùng cái chính sách này cho mình đến khi mùa xuân đến rồi.
Mình đang chờ đủ tiền, mình sẽ nâng cái cảng này lên. Ồ, công trình này đó. Nâng cái này lên, chắc mình cần nâng ngay không nhỉ? Nâng cái này lên thì chúng ta sẽ tuyển được cái đội lính Tây. Rồi, gần đủ rồi. Cái này 4.000, sau đằng nào mình đủ mà. Không đủ. Chờ xíu. Phải có thanh niên này đi cùng. Kiểm soát lốt cái tỉnh này nữa, chúng ta sẽ khá giàu đấy. Bây giờ thì qua lượt đã, để mình nâng cấp ở đây lên. Và chúng ta sẽ, khi mà nâng cấp được cái công trình đó thì chúng ta sẽ ngoài tuyển được ba cái thằng lính đây rồi, mất 10 lượt kìa. I say, what's o'clock? Attention, you slovenly attack! Rồi. Cứ mấy ổi. Vãi cả auto. Bắt được một khẩu pháo á. Tướng thăng hạng. Auto kiểu này ảo vãi lúa. Phá đây, phá không xây ở đây. Xây cái nhà. Ôi, chết sạch quân rồi. Sao đánh auto này tào lao thế nhở? Tạm thời mình cứ để cái khẩu pháo này lại đó. Tấn công cận chiến cho toàn đơn vị. Phí duy trì trừ 4%. Cộng 10% tầm di chuyển của toàn đơn vị. Mình nghĩ là cái nào cũng hay, tấn công cận chiến à. Nhưng mà tầm di chuyển và phí duy trì tốt hơn đấy. Bởi vì là cái đó thì... cái này nữa chứ. À, cái này tăng 10% tầm di chuyển này. Vì lo sợ cho đối phương ấy. Cho phép đánh đêm. Cộng vào cái này để còn lên được một cái áo giáp nữa. Buộc vẫn phải cộng. In the name of the Emperor. Kìa, cho một thằng vào phát trị an ngay. Hai thằng luôn cho nó rực rỡ. Can I be of further assistance? Bây giờ thì thằng này đang chiến tranh, thằng này mình phải cố gắng làm sao mình lên được cái Sugan sớm nhất có thể. Chết rồi, bây giờ tuyển quân hay cho đội này giờ hơi yên tâm lợn. Đây rồi, giáp vàng rồi, ba đội mình đang nâng cấp này sắp có lên giáp vàng rồi. Quái sắp là mạnh vãi trưởng luôn đấy. Trà đạo á? Trà đạo. Cây xa thì mình chưa cần vội. Phí xây dựng tất cả các nông trại thì mình cũng không cần lắm. Nhưng mà bây giờ mình phải nâng vào cái nhánh này đã này. Khả năng bắn tên lửa. Chính xác cho chiến thuyền.
pháo và nâng cấp nhà lính. Không được à? Kỵ binh à? Kỵ binh thì ngay chừng mình cũng không cần dùng nhiều lắm nhỉ. Nhưng mà bọn này tuyển ngay, cho thuyền lên để đưa nó lên cái căn cứ trên này đã. Trời đất ơi, bị thương nặng quá. Cây xa. Tăng cái này lên thì nó sẽ tăng tiền, nhưng nó lại tăng giảm hạnh phúc xuống. Chả cần phải lâng vụ. Cộng 9. Rút bớt một thằng đi được vào. Cộng 7. Rút tiếp thằng nữa đi. Cộng 3. 9 lượt nữa chúng ta sẽ có đội lính xịn đấy. Nó cố gắng chờ vậy. Kisolid hạ Sensodai tăng trưởng sau mỗi lượt. Hạnh phúc trên khắp các tỉnh. Khỏi. Anh đang nghèo, mày cứ đòi tiền anh thế này, anh lấy đâu ra tiền. Công trình này nó không bị trừ cái gì, nó chỉ tăng tiền thôi. Vậy thì cứ nâng nhiệt tình lên thôi. Công trình này cũng vậy. Đây này. Cái này thì nó tăng, nó bị trừ này. Cái này thì nó không tăng hiện đại hóa này. Nó chỉ tăng tiền này. Lâng thì không sao. What is your bidding? An impossible time. What do you wish of making my way? Lực lượng cảnh sát của chúng ta có 5 thằng rồi. Đủ để làm ăn rồi. Ồ. Hi. Cái phe Thiên Hoàng, tất cả những thằng phe Thiên Hoàng thì hiện tại mình đang rất thân. Do cái điểm ngoại giao của mình khá cao, bây giờ mình sẽ phải tuyển quân đã. Mình sẽ tuyển toàn quân xịn đánh cho nó chất. Chơi phải chơi quân chất. Đấy. Bây giờ thì có thể mình sẽ tuyển hai đội ngựa nữa để thay thế cho cái đội tướng, nhưng mà bây giờ để tướng để điều khiển quân kia thì nghe nó phí quá. 3 lượt nữa chúng ta sẽ có. Chỉ cần một tướng thôi, nhiều tướng quá. Nói chung là chơi cái nhánh này mà bạn nâng lên giáp vàng như thế này ấy, thì cái bọn này nó là bọn chịu đòn. Đây này. Với cái giáp cao như thế này thì đúng là nó là tiêu chuẩn của tướng chịu đòn này. Chúng ta sẽ xem qua cái tỉnh chúng ta, những tỉnh nào trừ hạnh phúc thì đương nhiên là mình sẽ không xây rồi. Phá cái này đi. Đây. Cái này nó không trừ cái gì cả. Đã đến lúc.
Thằng ninja này nó ngủ ở thành mà nó lên cấp cao hết nhỉ? Yes, as you command. Full speed ahead. We sail for glory. Bọn kia nó vừa rút đi cái quân đội của nó đi à? Mình cho thằng điệp viên sang đây kích động bạo loạn bên này xem sao. Cái vùng này đây rồi, tăng cái này thì nó tăng hiện đại hóa và giảm hạnh phúc này. Cái này thì nó không bị trừ cái gì, chỉ tăng tiền thôi. Tăng tiền thì chúng ta không phải lo. Cứ vận chuyển quân lên cho anh, cứ để thế giới nó đánh nhau một xíu đấy. Chúng ta có quân bắt đầu chúng ta đi đánh nhau mới được. Mùa hè 5 lượt nữa chúng ta sẽ tuyển được quân sĩ. Ready and waiting. 9.000 một lượt. All hands to stations. Battle ready, sir. All hands on deck. Boarding. Nó đem quân đi đâu rồi? Disembarking. My lord, đây rồi. I must rest. For the emperor. For the emperor. Kích động cho anh. Cái này nó sẽ cái gì? Trừ một hiện đại hóa, tăng hạnh phúc. Khỉ thật. Các bạn có thể phối hợp giữa cái công trình đấy với ruộng được. Cái thằng kia nó bị khóa mất cảng biển, nó không thể đi đâu được. Tranh thủ để cho các cái chiêu mộ thành trì. Chiêu mộ năm 5% cơ hội cho nhiệm vụ mà nó muốn theo đuổi. Thế à? Ồ, cộng khá nhiều tiền đấy. Bây giờ chỉ việc đây rồi. Lên cái này có cái gì? Trừ 3 hiện đại hóa cả. Thế thì không cần. Tuyển thằng này đã. Nó cộng được cái gì đấy? Giáp vàng. Cộng ninja mà giáp vàng thì nó ít sợ thằng nào lắm. Ninja này chúng ta chỉ tuyển được 2 thằng thôi. 2 đội kỵ. Thôi rồi, cứ để đây đã. Ready for orders. All hands on deck. Đây rồi. Up to your command. Bổ sung lực lượng ngay. Destination reached. Chưa có lính Tây nhỉ? Cần quá 4 lượt nữa mới tuyển được mấy thằng lính Tây đây à? 3 thằng lính Tây là đủ quắn nhau à? Mình đã không cái cách chơi của mình. Nói chung các bạn xem thì các chiến dịch các bạn thấy rồi, phần lớn là mình cứ phải chơi nó quân, nó phải quân đời cuối chất mình mới thích, còn quân đời đầu mình không thường hay không chơi đâu. Đấy, lâng là lâng, nó phải lên đến đời cuối luôn, đánh cho nó chất vãi lúa. Chơi những loại quân nó xịn khổ báo.
Mình để xem cái thằng Saga nó đang đồng minh với ai. Thằng này chết dở, nó chiến tranh rất nhiều thằng. Hô hô hô. Ba lượt nữa. Tại sao mình không sang đây xử lý bớt mấy cái thành bên này đi nhỉ? Lần này quân đánh nhau được rồi, lính giáp vàng này sợ gì. Form ranks. Spreading the word to the troops. Belief is a powerful weapon. Chắc cờ thì cái lưng cái nhà ninja lên phát nữa. À, nhà cảnh sát lên phát nữa. My sword for you, my lord. Mười một ngàn, khá nhiều tiền. Nâng cái này lên đây. À, chưa trừ cái gì đâu. Tăng được. Ừ, chưa trừ cái gì. Để lượt sau lưng. Cái này thì không. Chắc cờ cái lưng cái nhà đồn cảnh sát nó lên một cấp nữa. Sắp phân chia thiên hạ đến nơi rồi mà bây giờ mình còn chưa tuyển được quân sĩ thế này. Rồi, mọi việc ổn ổn, tạm ổn. Would you have me do? Yes, my lord. Moving out. Very well, my lord. All hands on deck. That, as you command. Steady as we go. Sao nó trèo lên được mà nó không trèo xuống được? Có lẽ mình cứ mua bổ sung ai dài ơi, hero cơ mà. Ngựa bắn cung thì ra nó hay phế. Mấy cung này. Chắc cờ cứ mua thêm mấy thằng này nữa để luyện. Sau này mình sẽ phải dùng nhiều bọn Yazi đấy đấy. Katana thì mình không cần, mà mình cần bọn này hơn. Bổ sung quân cho cái đơn vị quân đi tấn công này đã. Marching now. Write them down. Sợ tưởng thế nào? What do you wish of me? What would you have me do? I must rest. Cố gắng giải quyết nhanh chiến trường đi.
và tích tiền nữa. Giải quyết nhanh chiến trường và tích tiền. Trời ơi. Kích động bạo loạn à? Rồi ô. Học vào cái kích động bạo loạn trên tay thì chết chúng nó chứ còn sao nữa. Your orders, my lord. My lord. Ready for orders. Attack in the settlement. Giải quyết nhanh chiến trường. Toàn lính đề cao này không sợ. What is your bidding? Ồ, oh, được rồi, thành tiếp theo là hơi vất, quân nó đông. Making my way. I shall rest, my lord. Cái lực lượng này bây giờ mình may quá nó xây cái nhà này. Tăng tiền này. Gì chứ tiền, không phải loại. May quá. Thải lại thân với mình. Chiến tranh với cá bọn kia. Cùng phe Nhật Hoàng với nhau mà đi. Thân với mấy thằng kia. Bực thật. À, chuyển quân. Xe mất bao lâu mới lên được nhỉ? 3, 4 lượt cả. Ây giời. Thế kệ nó. Lượt sau là xong thôi, nó chỉ sửa là lượt sau xong. Đây rồi, có cái cảng của Mỹ này. American Bridge. À đây rồi. Lính lượt Tây. Ở mỗi lượt tuyển này có một thằng. Cái vùng này thành thì mình chưa nâng cấp. Đây rồi, lính Lê Dương Mỹ à. Úi ôi, bọn này mạnh lắm. Hay rồi. Phải thế chứ. Nó phải thế. Nói chung nó là chất. Và chúng ta nếu mình không nhầm mình còn tuyển được cả thuyền vỏ sắt nữa thì phải. What do you wish of me? Very well, my lord. As you command. Trừ 10% cơ hội bị ám sát. What would you have me at once? Is that all, my lord? Chúng ta vẫn thể gác ở đây à? Toàn tăng hiện đại hóa. Cộng 13 chị An ngay. Revolution. Revolution. Setting sail, sir. Your next command, sir. Boarding. Một anh lính Mỹ đầu tiên. Tiếp tục. Hết, chúng ta chỉ có thể tuyển tối đa 3 unit thôi các bạn ạ. 3 unit là vào đây. Chúng ta có thể tuyển được cả thuyền vỏ sắt này. Ôi nhưng mà sao thuyền này ít quân đấy. Độ bền 8.000, cái này độ bền. Mình chưa biết cái thuyền này nó mạnh ở cái gì nữa. Đắt vãi lúa mà không biết nó lắm. Chắc nó chỉ bền thôi. Thế. Đội hình hợp lính phương Tây này.
Đây rồi. Sự hạnh phúc. Mắc. Cái thời kỳ này gần như vùng nào cũng có cảng biển. Mắc à? Gần như vùng nào cũng có cảng biển. Chờ xíu để hồi quân đấy. Xa. Quân thì chưa hồi hết, chưa đủ sức để đánh nhau. Chắc mình phải cho hai thằng này lên đây để tạo một cái vùng đệm an toàn. Thì mình phải cho cái vùng phía trên này của mình, trên này cũng bị nổi loạn này. Thế này thì không sợ. Bốn cảnh sát mật của chúng ta đủ làm loạn cả thế giới luôn. Ready for orders. Going aboard. March. Of course. Còn một thanh niên nữa, chúng ta sẽ có đủ bộ 12.000 rồi. Chưa mộ đây rồi, tàu chiến của Mỹ đây. Tầm bắn của cannon rất xa. Ôi ôi, 800 một thằng cơ, đã thế. Lớp glass. Thuyền vỏ sắt và gỗ, vừa sắt vừa gỗ. Copper, thuyền gỗ. Đến cái lớp này là lớp thuyền sắt hết. Giảm phí duy trì quân cho thuyền thì lúc đấy mình mới mua được. Giờ này mà mua thì vỡ mồm. Đúng rồi. Giờ cứ ra dùng thạm mấy con thuyền củi đã. Lưng cái này lên thì tăng trừ một hạnh phúc. Có tiền à, chị An của mình cao này nó sợ cái gì nhỉ. Lưng cái cả này lên để tuyển thêm mấy cái thằng mấy thằng đấy thì phải để ở mấy cái cả này. Mình nó đang cần dùng ở gấp của cả này. Chờ chút, hội đủ quân bắt đầu đánh nốt cái vùng kia trên kia. Kỹ thuật đã được nghiên cứu. Đây rồi. Chúng ta sẽ nghiên cứu nhánh thuyền bè đã. Có cái thuyền vỏ sắt của Mỹ rồi mà bây giờ vẫn chưa có tiền để mà mua. Disembarking. Leaving the ship. At your command. My sword for you, my lord.
Rồi, gần này quân đã ăn tốt rồi. Ôi ôi. What would you have me do? For the Emperor. Kinh nhỉ. Cho phát tăng chị ăn ngay. What is your bid? I await I 85 cơ hội thành công. For the Emperor. My lord. Hi. That my making my way. My lord, I must rest. Chúng ta sẽ chiếm cái dọc bên dưới này. Chỉ có mấy thằng phe su gan là nó không thân mình thôi. Trời ơi, mình phải làm nào đưa cho cái thay này lên một chút xíu nữa là phân chia thiên hạ, thì lúc đấy mình mới mạnh được. Oh. Yes, my lord. Sợ gì, gần này quân mạnh lắm. Có lính súng rồi. Thiếu mũi pháo rồi. Người lính cuối cùng. Ready for orders. Battle ready, sir. Disembarking. What is your bidding? Hi. Your orders, my attack. Ai chà, quân nó mạnh phết à? Vây đã, vây đã. Phải cho thằng này vào xem nó mạnh hơn nhiều lần đấy. Không sợ, trận này cứ để chúng nó xông ra. Cộng 4 rồi. Lâng cái nhà ninja lên nữa thì mọi chuyện lại còn êm nữa. What is your bidding? Kích động cho anh. 73%, thất bại. I must rest. Xong. Xuống cái này cho anh. Cộng 4. Attacking the settlement, my lord. Tích tiền, sắp phân chia thiên hạ rồi. Đây rồi, cho nó chui ra, những đơn vị quân này 120 sẽ được cho tạm thời. Nó rất nhiều kỵ binh, nhưng kỵ binh của nó đấu sao với lính speed của mình được. Ha ha. Các điểm của ninja nào nó có thể triển khai ở cái vùng vạch trắng này, nhưng mà thực sự thì mình cũng không cần nó phải triển khai vùng vạch trắng. Tướng thì chia thành hai nhánh đi. Yeah, hai thằng hai bên.
Land infantry. À đây 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 đây. Một cái sườn dốc đẹp như thế này tại sao không triển khai? Thực ra hai thằng ninja này chỉ để đi công thành thì tốt thôi, chứ còn đánh nhau thì cũng không cần lắm. À mà mình có kỵ binh đây rồi thì tướng thì cho đứng đây thôi cho chắc chết để toi. Hỗ trợ của hải quân á. Đúng rồi, thuyền chiến của mình đang ở mức gần. Từ đã nhá, cho cái đám này ra đây. Ít nhất phải để lại một đơn vị Spy ở đây nhỉ. Tương tự thế với bên này. Để còn chống kỵ binh. The enemy has uncovered the hidden units. Mấy con ngựa điên. À mấy con ngựa điên. Chả việc gì để đánh nhau vội lụa này. Rồi. Bọn này dẹo cho một nốt nhạc. Vây nó lại, đừng để nó chạy thoát. Bọn lấy súng đang lên rồi. Mình còn có kỵ binh nữa cơ mà. Kỵ binh của mình sẽ không dùng để đánh kỵ chúng nó, phí. Đấu kỵ thì cứ dùng bọn speed này là hợp nhất. Xong rồi đấy, xong rồi đấy, xong rồi đấy. Ô kìa. Chạy nhanh thế. Your general is under attack. Tướng à, tướng bị tấn công à. Lùi 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 lại. Rồi vào đây cho anh. Kỵ binh nhỏ xông vào. Bắn súng thì cứ để bình tĩnh, không phải xoắn. Lùi lại đi không phải chết. Rồi kỵ binh nó áp sát thì chúng mày chỉ có ngọng luôn. Rồi, ninja rồi, không cần ném lựu đạn đâu. Xung lên. Đợi cái binh mình đâu rồi, lùa. Rồi. Cái binh nó lùa thì sướng vãi lúa. Nhanh, bọn này vẫn còn đang đánh này.
mấy con ngựa nó vẫn còn làm loạn được à? Victory is assured, sir. Sao rồi? Kỵ binh nó bắt được thì sống làm sao được? Ha 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 ha. Xong rồi, xong. Thế mà nó vẫn chưa chạy cả. Vẫn chưa thua. Dám đánh ra. Có lẽ mình phải tăng thêm số lượng kỵ binh lên một chút nữa nhỉ. Ép cho nó đánh ra thì dùng kỵ binh được, nhưng mà nếu mà đánh trên đồng bằng thì cần kỵ binh, chứ đánh không phải đồng bằng mà nhiều kỵ binh quá thì lại khó đánh. Được cái lọ lại mất cái chai. Còn có 30 thằng rồi. Xong luôn. Vâng, Kampua Satsuma, cái này có nghĩa là chúng ta đã trở thành một huyền thoại. Và bây giờ sẽ có một cái sự kiện xảy ra bạn ạ. Đó là chúng ta sẽ chọn là trở thành một cộng hòa độc lập. Đấy, thoát khỏi sự kiểm soát của nhà hoàng đế. Hoặc là chúng ta sẽ ủng hộ hoàng đế để thống nhất thiên hạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ... Vâng, chúng ta sẽ... Đây này, tất cả lực lượng trung thành với Nhật Hoàng đã tập hợp sau lưng ngài. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ... Và chúng ta xem bộ phim này đã. We will serve the emperor with strength and honor. Rồi. Friends will become enemies, and enemies friends. But these broken promises no longer concern us. For there remains but two fates: those who find glory and those who invite death and oblivion. Imperial strength will be restored. The Emperor will be victorious. Rồi, sau khi kết thúc sự kiện này thì chúng ta chọn theo phe Thiên Hoàng thì cái lá cờ của chúng ta sẽ thay đổi. Lá cờ của chúng ta sẽ là lá cờ của Thiên Hoàng và chúng ta sẽ lãnh đạo các cái gia tộc theo phe của Thiên Hoàng. Rồi, và bây giờ thì đẹp vãi lúa nhỉ. Bây giờ thì các bạn nhìn này, các cái phe mà bây giờ thì có nghĩa là chúng ta có thể hầu như là chúng ta sẽ đồng minh được với tất cả. Sau cái lượt này thì chắc là các cái phe phe thuộc Thiên Hoàng nó sẽ bỏ chiến tranh với nhau và nó sẽ thống nhất để cùng tấn công chống lại phe Sugan. Còn chúng ta thì cái thuyền này con thuyền này nhiều pháo thế. Nó có đến 26 củ pháo rồi. Mình thì đang muốn lên cái thuyền này, nó có thêm thuyền vỏ sắt này. Chỉ có một cái thuyền này của Tây nó mà vỏ sắt toàn bộ thôi. What do you wish of me? Rise against them. Rise. My lord. Có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Mặc dù là đã phân chia thiên hạ rồi, nhưng mà mình vẫn muốn chiếm một số cái vùng khu này để có thêm một cái mỏ, cái lò rèn ở đây. Để mình có thể tuyển được các cái đơn vị lính mạnh hơn ở đây.